Xin chào các bạn. Thì hiện tại Giang và bạn Tiên đây thì đang có mặt tại tầng thượng đỉnh của dự án River Panorama. Đây là tầng hồ bơi. Thì như anh chị khách hàng thấy á, là phía sau lưng của chúng ta đây là cái hồ bơi gọi là vô cực luôn. View sông Sài Gòn cực kỳ là đẹp. Và Giang đã mời Tiên đến để mà mời Giang chia sẻ những cái thông tin về dự án và một cái căn dual khai thực tế tại dự án River Panorama, được chủ đầu tư An Gia trang trí nội thất đầy đủ rồi. Và sau đó Giang sẽ mời Tiên trải nghiệm thực tế để Tiên có những cảm nhận thực tế và chia sẻ đến anh chị khách hàng về cái căn này. Rồi, em thấy cái tiện ích ở trên này như thế nào Tiên? Em rất thích cái hồ bơi này, nếu mà được sống ở đây thì chắc em sẽ xuống đây bơi hàng ngày luôn. Cái hồ bơi này anh chia sẻ thêm vài thông tin về cái hồ bơi này ha. Thì hồ bơi vô cực của chúng ta có hai khu, một khu là cho người lớn và một khu cho trẻ em ha. Thì khu vực của chúng ta đang đứng đây là khu vực dành cho người lớn. Và trong cái hồ bơi này thì chủ đầu tư An Gia bố trí những cái ghế phơi nắng. Khi mà em tắm ở đây mà em muốn phơi nắng để có những cái làn da nó gọi là chắc chắn hơn, rám nắng hơn, đẹp hơn, làn da nâu chẳng hạn như vậy, thì mình có thể phơi nắng ở đây. Và hồ bơi với chúng ta có luôn cái bể sục jacuzzi, nó nằm phía bên trái hồ bơi ha. Ở bên phải hồ bơi nó có cái môn thể thao dưới nước, như em đạp xe dưới nước thì đặt ở bên phải cái hồ bơi với chúng ta. Và hồi nãy em vô phòng thay đồ thì em có thấy thêm là có một phòng để xông hơi trong đó nữa. Đó là khu vực sauna. Thì sauna nó dành cho nam và nữ luôn, đều có sauna hai bên đó. Và sauna của chúng ta là có tất cả là 4 phòng, 2 phòng bên hồ bơi cho người lớn và 2 phòng hồ bơi cho trẻ em. Đó, thì chúng ta sử dụng rất là dễ dàng ha. Dạ. Thì khu vực cái hồ bơi này á, thì chủ đầu tư An Gia bố trí thêm cho các em những cái bộ bàn ghế để em cà phê buổi sáng hoặc buổi chiều, để mình trải nghiệm những cái buổi chiều cà phê, mình nhìn một cái tầm view cực kỳ là đẹp về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và tòa nhà Landmark 81. Bên cạnh đó, chủ đầu tư An Gia còn bố trí cho mình những cái bộ bàn ghế để các em có thể là dùng những cái buổi tiệc BBQ. Hồi nãy em đi em có thấy cái đó không? Dạ có. Anh để ý không? Rất là nhiều bàn ghế luôn. Nhiều bàn ghế, đúng rồi. Là em có thể là mời là tổ chức được những buổi tiệc từ 20 đến 40 người. Thì nó có là 4 cái lò nấu, lò nướng BBQ ha. Thì bây giờ anh sẽ mời Tiên cùng di chuyển xuống dưới cái căn hộ dual khai của chúng ta để mình tìm hiểu thực tế cái căn này thiết kế như thế nào và em sẽ cảm nhận nó. Rồi xin mời em. Rồi, mình vào lối thang máy ha Tiên. Thì khu vực này anh chia sẻ với Tiên luôn nè. Đây là khu vực video call an ninh. Cái video call an ninh này sẽ kết nối với cái căn hộ của mình luôn. Là sau này mình sử dụng, mình sẽ kết nối cái này. Có nghĩa là em có khách đến thì họ sẽ thông qua video call an ninh này và họ bấm mã căn hộ của mình. Thì trong căn hộ em sẽ nhìn thấy được cái người khách đó là ai, có phải là khách của mình hay không. Thì em xác nhận trong chính căn hộ đó luôn. Thì một tí tới căn hộ anh sẽ chỉ cái video call an ninh nó kết nối này như thế nào ha. Bây giờ anh xin mời em di chuyển vào trong ha. Rồi, mời em. Thì thang máy của chúng ta là thương hiệu Con ha. Bên đây. Quay trải nghiệm. Rồi, thang máy này là thương hiệu Con, đến từ thương hiệu Con. Trong thang máy này là có máy lạnh luôn. Có máy lạnh luôn. Di chuyển là một tầng một giây, rất là nhanh em. Dạ. Ở đây có 4 cái thang máy thì mình di chuyển là không cho dùng thú cưng ha, nhưng mà có một thang máy vận chuyển là mình có thể nuôi thú cưng, mình có thể di chuyển được. Vậy là trong tòa nhà của mình có được nuôi thú cưng đúng không anh? Đúng em. Đây là căn hộ dual khai nha Tiên. Thì căn của chúng ta là 33, căn số 2, Tháp River Panorama 2. Thì phía bên ngoài thì chủ đầu tư họ bố trí cái chuông cửa cho mình luôn nè. Rồi từ ngoài bước vào á, thì chủ đầu tư sẽ bàn giao cho mình một cái cửa Galaxy đổi thép chống cháy được tích hợp khóa gieo đến từ thương hiệu của Mỹ với là 4 tính năng. Tính năng thứ nhất là khóa số, khóa thẻ từ, khóa cơ và khóa Bluetooth. Bây giờ anh xin mời anh di chuyển vào trong ha.
Rồi. Đây. Thì em thấy cái căn này lạ không? Em thấy nó khá là nhỏ gọn. Từ từ ngoài bước vào em nhìn thấy như thế nào? Hồi đó em thấy cái căn hộ như vậy chưa? Dạ chưa, thường em thấy nó sẽ mới bước vô là phòng khách hoặc là phòng bếp, chứ nó không có thể nào chia ra hai bên như vậy. Cái căn này là căn đặc biệt. Dạ. Có nghĩa là hai căn hộ trong một căn hộ nên được gọi là căn dual key. Và bên tay phải từ ngoài bước vào á thì chủ đầu tư họ lắp cho mình cái hệ thống tủ điện ở đây ha. Rồi đèn ở đây nè. Anh sẽ mở điện lên ha. Anh sẽ mở tủ điện lên. Đó. Rồi, hệ thống tủ điện mình đây ha. Để đây đèn hành lang. Đó. Rồi, anh sẽ mời em vào cái căn lớn trước bên tay phải. Rồi, đây là căn lớn. Rồi, từ ngoài bước vào cái căn lớn này á thì bên tay phải của chúng ta là hệ thống bếp. Đây là cái cách bố trí hệ thống bếp. Thì cái phong cách thiết kế của chủ đầu tư An Gia về hệ thống bếp á là nó thiết kế theo một chuẩn quy trình nấu ăn. Thì cái tủ lạnh đầu tiên là vị trí này. Rồi không gian này để mình để những thực phẩm trước khi mình rửa thức ăn ha. Rồi phòng rửa thức ăn nè, khu vực sơ chế, nấu nướng. Rồi mình bỏ qua thực phẩm đã nấu ở đây ha. Còn bộ bàn ăn ở đây. Sau khi mình nấu xong mình chuyển sang đây. Đây, cái hệ thống bàn ăn mình như vậy, 4 ghế ha, rất là đẹp luôn. Rất là đơn giản, cái bộ bàn này thực tế chi phí nó không có nhiều nhưng mà nhìn nó cũng rất là sang trọng luôn nè. Đó, thì khu vực này là khu vực phòng khách. Phòng khách của chúng ta sẽ view trực diện ra phía bên ngoài. Đó. Rồi. Và chúng ta sẽ có một cái ban công rất là rộng luôn. Ban công này thông giữa cái căn hai phòng ngủ và căn một phòng ngủ trong căn hộ dual key của chúng ta luôn nè em. Đó. Nếu là em sẽ sắp một cái ghế ở đây để tối có thể ngồi uống một ly rượu vang. Rồi có thể ngắm dòng xe qua lại ha. Rồi. Còn bên cạnh đó thì chủ đầu tư họ cũng bố trí cho mình một cái khu vực để mà mình trồng cây cảnh như em thấy nè. Đó. Thay vì những chủ đầu tư khác họ làm cái ban công là liền luôn. Nhưng mà chủ đầu tư An Gia rất là tinh ý khi họ bố trí những khoảng không để mình có thể trồng những cái cây cảnh khu vực này. Ha, để tạo thêm sinh khí cho cái căn hộ của chúng ta. Đó. Rồi nước mưa khi mà mưa nó sẽ thường sẽ tạt vào khu vực ban công này thì nó sẽ chảy theo cái dòng nước, cái độ nghiêng á, mình sẽ có một cái độ dốc nó chảy xuống, đó là tưới cho cái hệ thống cây cảnh mình trồng luôn ha. Thậm chí mình có thể trồng những loại rau dây leo mình có thể dùng làm lương thực cho mình luôn. Và anh chia sẻ với em tiếp một cái phòng ngủ master ha. Mình di chuyển vào phòng ngủ master ha. Đây là không gian của phòng ngủ master của chúng ta. Đó. Em thấy bố trí đẹp không? Ha. Nó sang trọng. Nó sang trọng. Và cái phòng ngủ này nó view trực diện ở bên ngoài luôn nè. Cái góc view vô cùng là rộng và thoáng luôn. Đó. Em có thể kéo cái hệ thống rèm này ra ha. Đó. Bốn tầm view cực kỳ là đẹp luôn nè. Đó, em giới tay. Thì cái giường ngủ chúng ta đây, và chúng ta bố trí thêm một cái bộ bàn để mình ngồi mình trang điểm hoặc mình làm việc. Với một góc view về khu vực Phú Mỹ Hưng nè, em nhìn xuống bên dưới kìa, một mảng xanh cực kỳ là đẹp. Đúng không em? Dạ. Đó xa xa bên kia là trung tâm thương mại Cốt Mắc. Đó em. Em thấy rất ở đây cây cối khá là nhiều. Cái mảng xanh nó nhiều ha. Cái căn này thì chủ đầu tư An Gia đang gọi là bán luôn. Nếu mà em thích á, hoặc là gia đình thích thì mình có thể là tìm hiểu và sở hữu ngay cái căn này luôn ha. Là đồ nội thất ở đây em cũng được sở hữu luôn đúng không anh? Sở hữu luôn. Đó. Rồi. Cái căn này đặc biệt nó có một cái hệ em đứng vị trí đó đi, nó có một cái cửa thông với nhà vệ sinh luôn. Đây. Hay không? Wow. Ba cái cửa này là thông với nhau luôn nha em. Cực kỳ là hay luôn. Có nghĩa là em có thể đi cái cửa này cũng được. Đó. Chủ đầu tư bên mình khá là tiết kiệm không gian đúng không anh? Tiết kiệm không gian. Đó. Giúp cho mình tối ưu về cách sử dụng. Có nghĩa là ban đêm mình ở trong phòng ngủ á,
là em cứ từ phòng ngủ mình bước thẳng qua cái phòng vệ sinh luôn, mình không cần phải đi vòng ở bên ngoài nữa. Nó rất là tiện lợi, nó tạo ra sự tiện lợi cho em luôn. Khoảng cái căn này đặc biệt nè, anh chia sẻ cho em nè. Rồi, cái căn này á, thì khi mà bàn giao là em nhận nguyên cái hệ thống gọi là nội thất y chang như vậy luôn. Và cái hệ thống tủ này anh chia sẻ với Tiên ha. Đây là hệ thống tủ 2-in-1. Đó, để em để mỹ phẩm ha, khỏi phải để linh tinh bên ngoài. Thường mấy cô gái thích gọn gàng ha, thì ở đây em có thể rất là gọn gàng luôn, em chứa rất là nhiều ngăn tủ nè. Đó, em để những cái mỹ phẩm của em cần thiết. Em có thể trang điểm thẳng trong đây cũng được. Ừ, trang điểm trong đây luôn nè, đó. Rồi, cái hay là trong này nè, em như vậy em xem. Ở đây nè, ở đây có một cái ổ cắm điện ha. Thì em có thể là dùng máy sấy tóc và uống tóc. Nam thì có thể dùng đồ cạo râu ở đây ha, mình có thể cắm ở đây. Đó, khi mình sử dụng thông thì mình bỏ, mở cái hộp tủ này ra mình bỏ vô, rất là tiện lợi luôn. Và rất là nhiều ngăn tủ ha. Rồi, thì cái bồn cầu ở đây và cái nhà tắm ở đây này. Đó, thì anh chia sẻ khu vực không gian nhà tắm này. Không gian nhà tắm của chúng ta là thoáng ha, nó có một cái cửa sổ. Cửa sổ ở đây. Đó, thì sẽ không có cái mùi hôi trong nhà vệ sinh mình luôn. Thì khi mà mình tắm rửa xong á, thì mình mở cửa này ra thì cái mùi nó sẽ bay ra bên ngoài hết. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái phòng, cái khu vực tắm này á, nó thấp hơn khu vực bên ngoài. Nó có độ nghiêng nè. Nó có độ nghiêng nè, cái dốc này dốc nghiêng. Thì khi mà em đi á, thì cái chân em sẽ không có chạm vào cái dốc đứng. Thường mấy chỗ làm dốc đứng á, nhiều khi em đi em sơ ý em vấp phải, thì nó sẽ bị dập những đầu ngón chân và nó vấp ngã ha. Rồi, còn những cái nội thất, thương hiệu nội thất thì đến từ thương hiệu Hubler hoặc là Rohe của Đức. Đó, như em thấy bồn cầu là thương hiệu Hubler nè, Rohe nè, rồi những tay nắm này đến từ thương hiệu Yale nè, của Mỹ nè. Đó. Còn là những thương hiệu nổi tiếng không? Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu, rất là cao cấp. Rồi, còn đây là cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 ha. Đó. Không gian phòng ngủ số 2 cũng cực kỳ là thoáng luôn. Đó, thì chủ đầu tư có những cái gợi ý cho em nè. Hệ thống cửa sổ cực kỳ là thoáng ha. Đó, cực kỳ là mát luôn. Đó, đó, em chỉ cần mở cửa ra là cái căn phòng của chúng ta gió cực kỳ là mát. Đó, em thấy không? Hình như kính ở đây hình như có chống ồn đúng không anh? Chống ồn, đó anh mở ra em nghe những cái âm thanh bên ngoài đúng không? Đúng. Bây giờ rồi, anh sẽ đóng lại, không còn nghe cái tiếng bên ngoài nữa, em thấy không? Rất là tiện. Ha. Đó. Rồi, sử dụng xong mình kéo xuống. Em thấy cái cửa chủ đầu tư họ làm tinh tế, họ làm một cái view rất là rộng. Thay vì những cái chủ đầu tư khác á, họ làm cái cửa sổ, giả sử có cửa sổ đi chăng nữa họ làm có ở trên này thôi. Nhưng mà chủ đầu tư họ làm thấp xuống tới bên dưới luôn. Có thể ngắm cảnh bên dưới được. Ngắm cảnh bên dưới được, tạo tầm view rất là rộng. Rồi, bố trí cho mình cái bộ bàn như vậy luôn. Để em có thể là sử dụng ha, phòng cho ngủ số 2. Ở đây có đèn nè. Rồi, cái video call hồi nãy lúc nãy anh nói á, là đây. Có nghĩa là video call nó sẽ đặt ở những vị trí giống như những cái tầng tiện ích. Rồi tầng trệt. Thì khi mà bạn bè em đến ở tầng trệt, tầng hầm, thì nó có video call như lúc mà mình đứng ở tầng thượng đỉnh á, nó sẽ kết nối với cái video call của mình. Vậy là em không cần phải đi xuống dưới nữa. Không cần di chuyển xuống dưới nữa. Đúng rồi, bạn bè, mình nhìn thấy được bạn bè cũng không cần phải liên hệ với ban quản lý. Nếu bạn bè không biết thì có thể liên hệ ban quản lý sẽ chỉ cho mình cái cách, những cái người bạn của em cách sử dụng nó. Dạ. Và ở đây mình nhìn thấy bạn mình bấm cái là họ tự họ di chuyển thang máy lên đúng cái căn hộ mình luôn. Nó rất là tiện lợi. Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển sang cái căn gọi là giống như là căn hộ thứ hai. Đó. Không gian em coi nè. Mời em vô trong ha. Nhà vệ sinh cũng rất là những thương hiệu rất là cao cấp luôn. Đó, hệ thống tủ cũng như là bên kia. Đây, đẹp lắm luôn ha. Thương hiệu Hubler của Đức, Rohe của Đức. Bên đây thì nhỏ còn hơn bên kia. Đây thì cái không gian vệ sinh nó nhỏ hơn tí nên nó sẽ làm cái thiết kế nó cũng rất là gọn. Rồi,
Thì không gian này thì chủ đầu tư họ làm một cái không gian làm việc đó. Đó, thì em có thể làm việc ở đây. Rồi đây là không gian của phòng ngủ của căn số 2. Ở đây họ chủ đầu tư họ thiết kế cho mình một cái ghế, một cái đôn như vậy. Dưới cái đôn này có thể làm những cái hộp tủ nè. Đó, em chứa đồ rất là tiện lợi luôn ha. Vừa đôn mình ngồi mình ngắm cảnh. Đó. Tối ngồi đây đọc sách thì mát lắm anh nhỉ. Ừ. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, em thấy cái gương của nó không? Nó view rất là rộng. Nó làm gương dường như là từ dưới lên tới trên luôn, lên trần luôn. Một điều mà em thích ở đây nữa là cái cửa này nè. Em có thể lau được ở bên ngoài. Ừ, đúng rồi. Rồi, cái căn phòng số 2 này có hệ thống bếp riêng luôn nha. Hay không? Wow. Có nghĩa là căn dual key này có hai hệ thống bếp. Vậy là căn này em có thể để cho một thế hệ ba gia đình ở mà vẫn thoải mái được, đúng vẫn rồi. Giữ được sự riêng tư. Đúng rồi. Em thấy tuyệt vời không? Đó. Rất là tuyệt vời. Thì cái căn này á, khi mà em sở hữu thì thứ nhất nếu mà gia đình đông thì nhưng mà mình ở mình theo cái kiểu gọi là tách biệt. Dạ. Để mà có không gian riêng. Không gian riêng giống như là không muốn ở chung một không gian á. Ví là mình chung một căn hộ nhưng mình có hai không gian riêng thì nó có sự gọi là riêng giống, tư giống hơn. Riêng tư hơn, giống như bản thân anh đi, anh thì là ăn chay trường. Dạ. Thì giả sử anh ở căn nhỏ này thì anh có thể nấu nướng những cái thực phẩm chay riêng. Còn gia đình anh thì ở bên căn lớn thì họ có thể nấu những cái thực phẩm theo cái nhu cầu riêng của họ ha. Hoặc là em ở một mình em cũng có thể sở hữu được căn này luôn. Thì em sở hữu một căn nhỏ hoặc căn lớn, em căn còn lại em cho thuê. Dạ. Nó sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập cho em luôn. Giống như hàng tháng thì mình lấy nguồn thu nhập đó mình trang trải những cái chi phí trong cuộc sống của mình. Rồi những chi phí giống như là phí quản lý chẳng hạn như vậy, gửi xe, đó các kiểu. Em sẽ rủ bạn em ở đây chung. Ừ, ở chung có nghĩa là hai người có thể là mua chung một căn này. Đó, nhìn có hai không gian riêng. Nhưng mà nó gần nhau nữa, có gì hú một cái mở cửa chạy qua. Chạy qua chạy lại, rất là tiện lợi. Và chung cái ban công luôn nè, đó. Em thấy không? Chung cái ban công luôn ha. Đó, mình bước ra khu vực ban công mình nhìn ha. Rồi, chung ban công luôn đó. Rất là thoáng. Căn hộ này thì có diện tích bao nhiêu anh? Căn hộ này diện tích là 113m2 ha. À, nếu mà theo thiết kế này thì có chia làm một căn lớn, chia làm hai căn nhỏ. Cái căn nhỏ thứ nhất thì hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Cái căn này thì một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Vậy giá tầm bao nhiêu ạ? Cái căn này thì hiện tại giá nó độ chừng khoảng 5 tỷ thôi. Đó, rất là mềm ha. View sông thì cực kỳ là đẹp đó, như nãy em thấy đó. View hồ bơi, view ra sông Sài Gòn ha. Vậy 5 tỷ là bao gồm hết tất cả nội thất rồi. Thì trong cái khoảng giá đó thì giá chính xác thì anh sẽ coi lại cái giá hiện tại. Thì mỗi thời điểm thì sẽ có một khoảng giá khác nhau. Thì nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay một căn như vậy á thì vui lòng liên hệ sớm để mình sở hữu với một cái giá tốt. Tại vì qua năm sau á, qua Tết âm lịch thì giá nó có thể sẽ là tăng nhỉnh một tí. Nó không nhiều đâu, nhưng nó cũng sẽ nhỉnh hơn thời điểm hiện tại. Thì nếu mình muốn sở hữu thì em có thể là sở hữu ngay trong thời điểm này để được cái giá tốt hơn. Căn này mà ở trước Tết có bạn bè tới chơi thì đúng là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Giống như mình trải nghiệm, mình mở tiệc trong gia đình của mình. Mình có BBQ tiệc nướng ở trên nè. Rồi thậm chí em có thể tổ chức những buổi giống như là karaoke ở trên sân thượng luôn. Nó cũng không ảnh hưởng đến ai hết. Và mình bơi, mình tắm trên đó. Thậm chí em mời bạn bè em có con cái đó, có thể mang các cháu lên đi chơi. Có khu vực sân chơi trẻ em hồi nãy như em thấy đó. Vậy em có thể rủ bạn bè lên hồ bơi được đúng không? Có hồ bơi được tắm luôn. Đó, được sử dụng. Vậy có cần đăng ký gì không ạ? Không cần đăng ký ban quản lý hồ bơi. Còn BBQ là em phải đăng ký. Dạ. Nếu mình tổ chức thì BBQ là em phải đăng ký. Tại vì rất là nhiều cư dân ở đây, nếu mình không đăng ký trước sẽ bị trùng với người khác là mình không được sử dụng. Thì người nào muốn sử dụng phải đăng ký trước. Đó. Để mà tránh cái sự trùng lịch ha. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Rồi, hãy sở hữu ngay một căn Tiên nhé. Vâng, thì Giang và Tiên xin kết thúc cái video tại đây anh chị khách hàng nhé. Nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn y chang như vậy thì Giang cũng còn khá nhiều căn đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị ở những cái vị trí tầng khác nhau để mà anh chị có thể sở hữu một căn. Và cái căn của chúng ta mà sở hữu sau này á, là những cái căn gọi là nội thất cơ bản, là sẽ không có nội thất giống như vậy đâu.
Còn nếu anh chị nào muốn bố trí nội thất như vậy thì cứ báo với Giang, Giang sẽ làm việc với chủ đầu tư, có thể là họ làm cái nội thất này cho anh chị khách hàng y chang như vậy luôn, để anh chị mua chị sử dụng luôn, không cần phải suy nghĩ mình phải làm nội thất như thế nào, bố trí như thế nào. Hoặc là thậm chí anh chị có thể là nhìn vào những cái thiết kế này, Giang sẽ mời anh chị đến để mình xem thực tế thiết kế này và mình cứ chụp hình lại. Và chính cái video này nè là có những cái hình ảnh rồi, thì anh chị dựa vào cái video này anh chị cần mua những cái nội thất như vậy để mình bố trí vào cái căn hộ chúng ta thôi. Hoặc là thậm chí anh chị có thể thuê những cái đơn vị thiết kế theo một phong cách riêng, một phong cách theo một cái tông màu mà phù hợp với cái phong thủy của anh chị á, để anh chị có thể thiết kế những cái nội thất phù hợp hơn, đúng không ạ? Rồi, số điện thoại của Giang là 0914245885. Hãy liên hệ với Giang. Giang là chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư An Gia. Hẹn gặp anh chị tại căn hộ River Panorama, căn Dual K ngay tháp 2 của tòa tháp River Panorama. Xin chào anh chị khách hàng. Bye.